Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em xem tham khảo một căn nhà, một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, một phòng khách rất rộng và một phòng khách dưới tầng trệt. Thì căn nhà này tọa lạc ở khu dân cư Phúc Kiến, đường khu phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, phố Cần Thơ, gần cầu Trần Hoàng Na. Thì cửa phía trước cửa nhôm sifa 4 cánh kiến cường lực, có hàng rào phía trước. Có thể đậu xe ô tô trong nhà luôn. Diện tích bề ngang 4.5, chiều dài 16. Hợp lý là sổ hồng hoàn công. Giá đang ngợp luôn nha. Thì chủ đang có nhu cầu bán với giá là 2.950 tỷ sở hữu ngay. Số nhà là 34/12, khu vực Tầm Du, Hưng Lợi. Đây là phía trước của căn nhà. Lộ giới trước nhà, lộ giới 13m, quay về hướng Tây. Đây là lộ giới trước nhà ha. Lộ thì 7m, lề mỗi bên 3m. Cách bờ kè Tầm Du khoảng chừng 50m. Phòng khách dưới tầng trệt thì rất là rộng luôn. Nhà cũng đã qua sử dụng, còn mới 90%. Thì ở dưới tầng trệt toilet thì nằm ở phía trước này ha. Thì hôm nay cũng nhà cúp điện phần ra. Quay nó hơi tối một chút nhưng nhà rất còn mới. Vì này, nhà này chỉnh sửa nhẹ là cái sơn nhẹ là cái là mới ao nha. Đây là phía trên trần ha. Cửa phòng cửa gỗ. Còn đây là không gian bếp. Thì nhà này vì tôi sửa nhẹ lại, có mương hở ở phía sau là 1m ở phía sau luôn, cửa sau rồi luôn. Phòng khách, phòng gian bếp là rất là rộng rãi, thoải mái luôn nha. Đây là không gian bếp rất là rộng. Thì lên trên lầu có hai phòng ngủ chính ở trong, và ở phía trước là một cái phòng khách rộng luôn. Tùy theo gia đình mua mà sử dụng ha, thì cũng như phòng thờ hay là phòng ngủ rộng ở phía trước. 72m2, pháp lý sổ hồng, thổ cư hoàn công. Thì vô trong thì đây, thì nhà này có hai nhà vệ sinh, có bồn tắm luôn nè. Tắm bự luôn ha, nhà vệ sinh có bồn tắm luôn. Giá gạch từ dưới lên trên, cửa nhà vệ sinh, cửa nhâm đục ha. Đây là phòng ngủ ở phía trong. Còn phòng ngủ sau cùng là rộng nhất luôn. Trên trần thì đóng trần xốp nha. Đây phòng ngủ ở phía trong thì rất là rộng rãi luôn. Nhà này tổng cộng 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Có cửa sổ ở phía sau, rất mát mẻ luôn ha. Cửa phòng là cửa gỗ luôn. Nhà này thì vì sơn nhẹ lại là mới ao luôn nha. Còn đây là phòng ngủ ở phía trước, có hành lang phía trước luôn ha. Phía trước thì cửa nhôm sifa 4 cánh kiến cường lực. Quay về hướng này hướng Tây thì cách đường 34 khoảng chừng 500-600m là tới đường 34 nha. Gần dòng xây đầu 6 rồi luôn á. Đây là không gian phòng phía trước, làm phòng thờ, phòng ngủ gì lớn ở phía trước cũng được luôn ha. Đây là phía trên trần. Giá 2.950 tỷ sở hữu ngay một căn nhà, một trệt một lầu, 4m5 x 16. Lộ giới trước nhà là lộ giới 13m. Đường chính lòng đường thì 7m, lề mỗi bên 3m ha. Khu dân cư Phúc Kiến, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 0040.
sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình coi khi vừa ý gặp chỗ mình thương lượng mua bán, giá bán gấp luôn nha, 2.950 tỷ sở hữu ngay, bao rẻ nhất khu vực luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thank you.